Do giao mùa nên các vấn đề về da luôn là nỗi lo lắng đối với nhiều chị em phụ nữ. Đó là vấn đề về sức khỏe tận sâu bên trong của da và nhất là chuyện nám da gần đây luôn được hội chị em quan tâm và săn lùng cho được các dòng sản phẩm kem trị nám tốt nhất. Vậy lựa chọn nào thực sự sẽ phù hợp với các nàng đây nhỉ? Ngay sau đây hãy cùng thử khám phá dòng sản phẩm kem trị nám hoa anh đào Nhật Bản 15G đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay bạn nhé. Gợi ý này chắc chắn sẽ giúp ích được cho công cuộc làm đẹp của nàng đấy. Một vì sao dòng sản phẩm kem trị nám hoa anh đào Nhật Bản được nhiều người tin dùng? Bạn biết không, như cái tên thì đây là dòng sản phẩm kem trị nám hoa anh đào đến từ Nhật Bản, mà trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, nếu đã nhắc đến thương hiệu nguồn gốc của xứ sở mặt trời mọc này thì hầu như không có gì để chê. Mỗi công đoạn đều cực kỳ chuyên nghiệp sao cho có thể sản phẩm đạt được chất lượng tốt nhất. Chúng ta cũng phải nói qua về việc trị nám trên mặt. Đây là tình trạng khá cứng đầu của da, nếu không biết cách lựa chọn được sản phẩm kem trị nám tốt thì sẽ dễ gặp các tác dụng phụ. Cho nên để an tâm, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin minh bạch của dòng sản phẩm kem trị nám hoa anh đào này. Cam đoan với bạn rằng các đánh giá vô cùng chân thực. Bạn cũng có thể tìm kiếm bằng ngôn ngữ khác để đối chiếu vì sản phẩm kem trị nám hoa anh đào Nhật Bản đã rất nổi tiếng và có độ tin cậy cao trên thị trường toàn cầu. Hai ưu điểm nổi bật của dòng sản phẩm kem trị nám hoa anh đào Nhật Bản không thể bỏ qua. Đầu tiên là về công dụng. Mặc dù tên của sản phẩm kem trị nám này chỉ có một mục đích nhưng thực tế hiệu quả khi sử dụng còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Ngoài trị nám, thành phần của kem còn giúp cho da dễ được mịn màng và đặc biệt là làm trắng sáng da một cách tự nhiên, không gây bào mòn da, không gây hại cho da như hầu hết các sản phẩm làm trắng hay trị mụn nám cấp tốc. Đây cũng là sản phẩm rất phù hợp với những chị em bận rộn không có nhiều thời gian dành cho việc chăm sóc da. Chỉ cần thoa lớp kem trị nám này thì bạn đã có thể an tâm hơn nhiều về tình trạng da của mình. Sử dụng đều đặn thì rất nhanh thôi, các vết nhăn trên da cũng mờ đi rõ rệt, da căng bóng hơn, bạn cũng sẽ xóa tan được nỗi lo da lão hóa bởi tác động của tuổi tác vì đây cũng là vấn đề mà sản phẩm kem trị nám hoa anh đào Nhật Bản hoàn toàn có thể khắc phục được. Cuối cùng, giá thành sản phẩm cũng khá hợp lý khi chất lượng nhận lại tốt đến thế. Tuy nhiên, như đã đề cập thì bạn nên chọn được đơn vị cung cấp chính hãng, tránh ham rẻ mà mua nhầm hàng giả thì sẽ gây hậu quả khó khắc phục cho da. Bạn có thể truy cập vào trang web sau để an tâm tham khảo và tìm hiểu. Đây là một trong những địa chỉ đáng tin cậy mà nhiều chị em hiện nay vẫn đang chia sẻ cho nhau đấy. Xin cảm ơn và chúc các nàng luôn xinh đẹp và hạnh phúc.